Đây là nhái nhỏ mà bạn camera quay về đây. Đây là nhái nhỏ là khoảng là 28 con. Cái mồi nhái này mình cũng nói là có cái mặt lợi là thúc body cá lên rất là nhanh. Thứ hai nữa là con cá rồng gặp nhái nó ăn rất là sung. Cái mặt hại dễ sình bụng, túi đầu, nổi lưng khi cho ăn nhiều. Và nó sẽ bỏ cái mồi dở nhất là cái mồi tép trong lạnh. Nhân vật chính của mình là em Quyết Long. Khi mà em cá rồng của mình ăn không hết thì mình sẽ cho bạn cộng đồng ở ngoài trước nha. Rồi là không làm theo cách như mực của mình nha, tại vì anh em cho ăn nhiều quá là mệt á, cho nên là cho ăn vừa phải thôi. Tối cá ít nhất là cũng phải 1 tuần thì mà cho ăn hết lực. Rồi em ngân của mình, anh em hộ cộng đồng nè, khi mà cho con nhái này anh em phải làm cho con nhái nó bất động đi nha. Khi mà anh em bỏ nhái vô phòng bơi vậy nè thì con này nó tranh con kia, dễ làm đứt gâu cá rồng nha. Con không? Rồi ăn nữa không? Không ăn nữa thì thôi ngưng. Ăn nữa không? 5 con. Anh em thấy có cái biểu hiện của nó là nó ăn nhiều, nó hơi ngáp ngáp nè. Ngáp là mình cho nhiều mà tự động cá ngáp thì bình thường. Nó thấy nhưng mà nó không ăn nữa. Là con bự là 5 con nhái nhỏ. Cái kiểu nó là nó chán chê nó không. Rồi đang kìa, trẻ đang kìa. Rồi đó, một con bố dưới ăn một con nhái đó nè, nãy nghe đùng đùng đó. Rồi con bên trên đây là con Quyết con ăn luôn rồi. Đây, con Quyết mới ăn một con nữa rồi. Ảnh ơi đang. Anh em thông cảm nha, tại vì mình dở cái miếng form ra thì nó nhát lắm các. Rồi đó, em bói buồn cũng ăn rồi, một con nhỏ. Đó, nhái nhỏ thì là tôi cho cá nhỏ ăn nha anh em, vừa miệng nha. Cho nhiều quá không có tốt đâu, mình cũng nói đi nó lại hoài nha. Rồi, 2 con này 1 con được rồi, thôi mình ra hồ cũng đọc.